Trong buổi lễ thượng cờ, thì vận động viên của 10 quốc gia tham dự Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2024 đều tỏ ra vô cùng hào hứng và phấn khởi. Tất cả đều hy vọng sẽ có dịp được trải nghiệm vẻ đẹp và sự mến khách của đất nước con người Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng trong những ngày tham dự đại hội sắp tới. Đây là lần thứ hai tôi đặt chân tới Đà Nẵng. Năm ngoái tôi cũng đã đến đây. Tôi đang vô cùng háo hức cho Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần này. Tôi thấy vô cùng ấn tượng về đất nước Việt Nam. Con người ở đây rất thân thiện. Tôi cũng rất hy vọng rằng mình có thể đạt được danh hiệu ở một trong những nội dung thi đấu mà tôi tham gia. Tôi đã rất sẵn sàng cho cuộc tranh tài lần này. Tôi hy vọng mình sẽ có thể đạt được từ 1 đến 2 huy chương. TH, tiên phong xây dựng chương trình dinh dưỡng học đường quốc gia.